Xin chào mấy fan trên Facebook của Côn. Bây giờ Côn sẽ trả lời thắc mắc của mọi người. Rất là nhiều người đã hỏi Côn những cái câu hỏi cũng khá là dễ thương. Cho nên thôi thì Côn cũng bỏ ít thời gian ra để mà trả lời cho mấy bạn hiểu ha. Có bạn nói là Côn có đi sửa cái gì không? Mà sao nhìn mặt của Côn dễ thương vậy? Thì thực sự là cảm ơn bạn, Côn không có sửa. Côn không có đi sửa mũi, không có đi động cằm, không có đi cắt mí, cũng không có đi tắm trắng như Bảo Thy, như Hồ Ngọc Hà, đúng không? Côn không có thích vẻ đẹp nhân tạo, Côn thích sự tự nhiên và Côn thích chữ mỹ tâm. Ok. Còn nữa thì các bạn nói với Côn là sao nhìn Côn ngây thơ mà Côn bót những clip Côn chỉ mặc một xịp thôi, nhìn Côn dâm quá chịu không có nổi. Thì bạn ơi, bạn chịu không nổi á thì bạn nói vậy để làm gì? Côn chỉ mặc xịp thôi mà, cũng đâu có làm gì quá đâu, đúng không? Mà Côn có làm quá thì cũng bình thường thôi. Thì năm nay Côn cũng lớn rồi. Côn sinh lý cũng bình thường, có khi tốt đó chứ. Nên chuyện mà thế này thế kia là những bình thường, đúng không? Nhưng Côn dâm, mà Côn dâm rất là văn minh. Côn có xài cái này nữa, xài cái này để cho, thứ nhất là theo tương truyền, thứ hai là không có bị bệnh. Nếu như mà các bạn không xài, các bạn sẽ bị bệnh á. Còn với mấy bạn bánh bẹo mà lỡ mà cho cọng nó không xài là coi chừng có bầu đó. Có khi lúc mà đi phá thai thì rất là tội nghiệp cho đứa bé hả. Okay. Thì Côn bót clip mà mặc quần xịp vừa hát á, thì mấy bạn ném đá rất là dữ dội, mà Côn có thể xây nguyên một biệt thự lâu đài cho mình luôn á. Không biết xây biệt thự lâu đài để nhốt lại mấy bạn lại trong đó hay sao nữa hả. Đặc biệt là mấy bạn ở ngoài miền Bắc, mấy bạn nói rất là dữ dội, làm như mấy bạn ngây thơ lắm vậy á. Mấy bạn ngây thơ vậy để làm gì, mà trong khi clip trên mạng là học sinh làm tình rồi học sinh đánh nhau cũng toàn là miền Bắc không à. Mấy bạn bự quá vậy, giải nai làm gì? Thời đại nào rồi, mình hãy sống thoải mái đi, sống thẳng thắn đi, nhưng mà không có gì sai trái được rồi, đúng không? Đúng không? Tại sao phải giả tạo như vậy? Các bạn xấu nhưng mà các bạn đừng giả tạo, người ta đẹp mà người ta còn chân thực như vậy, đúng không nào? Cho bao nhiêu bức tranh đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đám say mong manh hôm nay đừng vỡ tan. Thoát ra là thanh thang, trút hết đi là hoang mang, ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Còn có một tin nữa mà Côn rất là bức xúc, đó là một bài báo nói Mỹ Tâm hát chương trình gì ở ngoài Đà Nẵng á. Chương trình đó cũng không nổi tiếng lắm, thật sự mình cũng để ý là chương trình đó là hát Đà Nẵng mà lấy có 2 đêm mà có 6.000 đô thôi, nhưng mà cái người ta nói là mắc đắt quá, lên án này nọ. Nhưng mà Côn thì thực sự Côn cũng rất là yêu thích Mỹ Tâm, bởi vì Mỹ Tâm hát rất là hay, tài năng và rất là hay đi làm từ thiện. Thích thôi chứ mới là thần tượng, mà lỡ có thần tượng thì cũng không có bị mù. Nhưng mà cái này á là thực sự là Côn bức xúc thật, bởi vì 6.000 đô mà Mỹ Tâm lấy có 110 triệu hát 2 đêm không đắt. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đi lấy cái tiền đó hát, người ta phục vụ đủ thứ, hát hay xinh đẹp rồi lại làm từ thiện nữa, có số tiền đó trong khi tổ chức chương trình là bao nhiêu hả, mà chê đắt vậy thôi. Nó làm cái gì? Ủa, nó ra để làm gì? Để bờ rồ cho chương trình của mình hả? Có nhiều người á, họ lấy 110 triệu đó ra họ chơi gái, họ cảm thấy bình thường. Còn đây lấy 110 triệu đó ra đi đi mời một ca sĩ hạng A của Việt Nam về mà che mắt. Tại sao quê hương của mình mà không lăng xê ca sĩ của quê hương mà lại dìm hàng như vậy? Cái người kia. Rồi một bài báo nữa mới đây thôi, Mỹ Lệ. Thực sự là lúc trước em rất là thích chị hát rất là hay, kỹ thuật rất là tốt,
Nhưng chị ăn theo chứ vậy, chị kể ra làm gì? Chị có đi hát cho quê hương Quảng Bình của chị cảm thấy bình, chị chụp phi luôn. Thì biết sao, bởi sao? Bởi quê hương chị giàu rồi hả, là hay là chị giàu rồi nên chị phi? Mà chị có phi đi chăng nữa thì chị làm thinh đi, chị kể làm gì? Mà thực sự có biết có phi gì không, hay là chị nói xạo? Chị đu theo chi trong lúc đó hả, chị Mỹ Tâm đang khó khăn như vậy, chị đu theo làm gì? Rồi nữa, chị Mỹ Tâm làm nhiều cái mà chị Mỹ Tâm đâu có kể đâu. Chị là người lớn, chị nên học hỏi em út chứ. Em thấy sao mà nhục nhã quá vậy? Có tài phải có tâm. Ôi, mệt.